kính chào quý vị. Mời quý vị đến với thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2021 đến 18 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2021. Bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 3.230 ca, trong đó tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 là 2.021 ca. Điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch tầng 3 là 71 ca tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhẹ 8, trung bình 32, nặng 20, nguy kịch 11. Có 8 ca nhẹ và 32 ca trung bình đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị bệnh nhân trung bình và bệnh nền, tầng 2 là 240 ca, không triệu chứng 48, nhẹ 111, trung bình 59, nặng 22. Cụ thể, Trung tâm y tế Bến Cầu 59, Trung tâm y tế Trảng Bàng 78, Trung tâm y tế Tân Châu 67, bệnh viện lao và bệnh phổi, 36. Có 48 ca không triệu chứng, 111 ca nhẹ sẽ được thăm khám, phân loại mức độ, tiếp tục điều chuyển xuống tầng 1 để theo dõi và điều trị. 22 ca nặng đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị bệnh nhân không triệu chứng tầng 1 là 1.710 ca. Không triệu chứng, 1.428, nhẹ, 279, trung bình, 3. Cụ thể, huyện Châu Thành, 61, huyện Tân Châu, 138, thành phố Tây Ninh, 252, thị xã Hòa Thành, 161, huyện Gò Dầu, 377, huyện Tân Biên, 97, bệnh viện Cao Văn Chí, Củ, 115, bệnh viện giả chiến khu công nghiệp Thành Thành Công, 509. Có 3 ca trung bình đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị ép không tại nhà, 1209 ca, 0.091.202 ca, nhẹ 7 ca. Cụ thể, huyện Châu Thành 164 ca, thị xã Trảng Bàng 30 ca, huyện Dương Minh Châu 242 ca, huyện Tân Châu 86 ca, thành phố Tây Ninh 211 ca, thị xã Hòa Thành 199 ca, huyện Gò Dầu 32 ca, huyện Tân Biên 198 ca. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày 11 tháng 11 năm 2021, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 146 ca. Tính từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2021, tổng cộng có 11.672 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. Vừa rồi là thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Thân mến chào tạm biệt.